Mới đây trên kênh Thời sự Giang Sơn của Nhật Bản đã kịp thời ghi lại những hình ảnh đẹp và ý nghĩa của nhiều gamer thủ du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Giang Sơn này. Theo đó, nhóm 19 gamer thủ du học sinh trường Đại học Việt Nhật đang trong quá trình tham gia khóa học ngắn hạn tại Đại học Ibaraki đã cùng tham gia hoạt động tình nguyện cung cấp người dân dùng thiên tai vì cơn bão số 19 vừa qua. Trong khi nhóm các gamer thủ trẻ này còn tự quyên góp được số tiền 100.000 để cung cấp cho công tác hồi phục sau bão. Với những việc làm thiết thực và hữu ích này của các gamer thủ du học sinh Việt, Kinh cũng đã dành những lời tuyên dương và cho biết đây là những hành động đáng được nhiều gamer thủ trẻ khác học tập. Riêng đoạn video cắt lại từ sóng truyền hình về hành động đẹp này, ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Không ít tài khoản mạng hết lời khen ngợi dành cho các gamer thủ du học sinh. Bạn Hằng Nguyễn viết, muốn ngày nào cũng được nghe những bản tin quan nên tấm lòng người Việt như thế này trên TV. Cảm ơn các gamer thủ về tấm lòng cử chỉ nghĩa hiệp. Yêu các gamer thủ. Làm việc tốt như thế này lên truyền hình có phải sướng không? Gamer thủ Đỗ Tuấn viết. Bạn Nguyễn Trần Thảo Anh viết thêm, có những gamer thủ như này thì hình ảnh Việt Nam càng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế chứ sao? Có thể nói đây là hành động đẹp và ý nghĩa rất đáng hoan nghênh và nhân rộng rãi của không chỉ các gamer thủ du học sinh mà còn là của người trẻ Việt khi đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Cũng được biết vào khoảng tháng 5 vừa qua, theo trang tin đăng tải, nam du học sinh Việt Nam Lê Văn Phong 25 tuổi đã khiến cộng đồng người Việt ở Nhật Bản tự hào và hâm mộ khi chàng trai này được Sở Cảnh sát Tokyo tặng bằng khen. Lê Văn Phong đứng giữa, được trao bằng khen nhờ hành động nhanh trí của mình.